Có bao giờ bạn nghĩ là bạn có can đảm để thử một công việc mà bạn chưa bao giờ làm trong cuộc đời bạn không? Có bao giờ nhiệt huyết bươn chải với cuộc sống lại trỗi lên một cách mạnh mẽ trong bạn không? Cuộc đời thì như những cung đường, có lúc thẳng thẳng tắp và có lúc quanh co, và nhiều khi nó lại co gấp, và bạn sẽ là một người tài xế lái trên con đường đó thật là giỏi để vượt qua mọi thử thách đó. Và hôm nay mình đã chấp nhận leo lên thử thách, mặc dù là mình biết phía trước vẫn còn nhiều gian nan phải vượt qua. Mình chưa biết đi trên biển như thế nào, và mình cũng không có kinh nghiệm gì về biển hết. Nhưng mà một cái động lực trong bạn thôi thúc bạn cần phải chinh phục được nó. Và hôm nay cái video clip 100 ngày đi biển của mình sẽ được bắt đầu. Nào, xin mời các bạn hãy cùng mình khám phá những cái chặng đường tiếp theo, một đại dương bao la và những phong cảnh mà tạo hóa đã ban cho. Nào, xin mời các bạn hãy đi theo Phú Sài Gòn để vượt qua những thử thách và cùng chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà Canada có nhé. Xin mời các bạn. I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Tao không kịp. But you,
shine a light I can see. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Still make mistakes, it isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame, it's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. You're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Vách núi vào bên là một cái thung lũng rất là ngoạn mục, nhìn phong cảnh ở đây rất là đẹp. Thung lũng là không phải thung lũng tình yêu giống ở Việt Nam không? Ở dưới đó sâu dữ lắm. Dữ
đó không phải thung lũng tình yêu đâu. Mà cái này á, mà mình chạy mà không cẩn thận là cũng nguy hiểm lắm mấy bạn. Nhưng mà nhìn cảnh thì rất đẹp à, mình chia sẻ vài thước phim cho các bạn xem ha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở phía trước của mình là rất là thăm thẳm chiều trôi luôn, bên là vách núi. Phía dưới là đường đi xe lửa rồi đó, xe lửa đi ở dưới. Rồi à, sau đây là mình đã đi qua hết địa phận của Jasper National Park rồi các bạn. Đây là cái trạm cuối của Jasper. Cảnh rất là đẹp đúng không? Mình đi qua Jasper vào mùa đông này luôn á. Có mấy mùa đông trước đâu có đi ngang qua cho nên không có nhìn thấy mấy cảnh đẹp gì. Hello, xin chào mọi người nha. Hiện tại giờ thì mình mới vừa đi ra khỏi địa phận của tỉnh mình, đó là tỉnh Alberta. Giờ mình sẽ đi về phía trước, đó là giáp ranh của tỉnh Alberta, đó là British Columbia. Đây là cái đường biên giới. Đó, phía trước là cái cổng chào của British Columbia. Các bạn nhìn phong cảnh ở đây rất là đẹp ha. Đây, mình đang ngừng lại cho xe nghỉ một chút, rồi chụp vài tấm hình về cảnh quan ở đây. Thường thường ở đây á, trước mặt mình á là một cái dòng sông. Trước mặt mình là một cái dòng sông ha các bạn ha. Đây, mình đi vô trong đó cho các bạn xem. Mà tiết á, nó đổ lên á, rồi xong rồi người ta cứ cứ quét tiết ở trên đường, người ta lắp, người ta tắp vô đây. Đó, thì trước mặt mình á, ngày xưa lúc mà mùa hè đó thì người ta hay đứng ở đây, người ta chụp hình lắm. Đó, cái cảnh chụp hình rồi xong ghế ngồi đây nè để nghỉ chút đỉnh rồi xong rồi đi tiếp. Cái này là ai câu đây, đây câu khác lỗ câu được á, im này cái này không ai câu. Đây bây giờ đổi tài, giờ tới em qua đây ngồi, sáng giờ em lái rồi, bây giờ tới có bụng ăn bánh mì. Đây có bánh mì Việt Nam, xin mời mọi người nha, ai đói ăn chung với em nha. Cũng có nhiều khán giả hỏi là mày ăn mình mày đi chứ mày kêu tao ăn tao đâu có ăn được đâu. Đó là cái anh khán giả kế bên nè. Ăn gì cũng ngon.
cảnh này đẹp nè các bạn. Nguyên bên hông này là nguyên cái dòng sông, nãy đẹp lắm mà giờ chạy qua. Núi cao sừng sững luôn á. Đám cưới của ta vui mượn biết mấy. À, mình mở karaoke lên hát luôn. Đây, mình có set up karaoke ở trong đây. Đó. Vừa ca vừa xả stress trên đường đi. Xin mời mấy bạn cùng lắng nghe cái bài Đắp Một Cuộc Tình. Dân mộng bắt đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn từng ngày quá vô. Trăng cả đường về, lá thư ươm mộng hồng cho mối tình dành như khúc hát. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong. 20 năm cùng mộng dở dang, sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu thắm vui duyên mới? 20 năm cũng dù con đây cũng qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tìm uống thêm ly này, mong dân mộng lỡ làng. Những chiều vắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tan. Từng thu thấy lá rơi đắm mộ cùng tình, lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta gió ly này. Ai có thích giao lưu văn nghệ thì xin mời các bạn vô trong cái kênh của mình để comment ở phía bên dưới nha các bạn. Comment cho mình để mình biết. Rồi nếu như mà các bạn thấy thích cái video này thì xin các bạn hãy bấm một nút like cho mình, hoặc là nhấp vào nút đăng ký ở phía bên dưới để ủng hộ mình nhé. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu thăng vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếng uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tàn. Từng thu thấy lá
cùng tên lá bay chắc nặng tuổi đời nhớ người tả gió linh này từng thu thấy lá lá rơi đắm mộ cùng tên lá bay chắc nặng tuổi đời nhớ chỉ cần 5 phút thôi các bạn ơi, giờ tỉnh ngủ luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello mọi người, chắc giờ mà mọi người chắc cũng ngủ hết rồi. Giờ ở bên đây là 11 giờ. Giờ em đang ngồi ăn. Tại xe nó chạy từ nãy giờ nó cũng mệt rồi, cho nó nghỉ một chút. Có cơm với lại khô cá lóc ngon lắm. Dạ em nó đói heo. Nguyên cầm ơn. Bỏ cái này cũng còn nóng lắm bạn. Nhưng còn 4 tiếng nữa là tới biển rồi. No quá, ngủ không được. Đói bụng. Ăn cơm luôn. Chạy xe trên đường đó, mau đói. Ngon. Mở ra thơm phức luôn, mực khô. Khô cá lóc nè. Bên Việt Nam mấy bạn. Nhìn hấp dẫn không? Giờ ngồi ăn cơm. Thôi mà cho cái xe nó nguội chút xíu rồi bắt đầu tiếp tục hành trình. Từ bên em là chạy qua bên cái biển bên BC á. Chỗ đó cũng cỡ 1500 cây số á. Chạy từ 12 giờ trưa tới giờ là cũng 11 đêm. Được 12 tiếng rồi các bạn. Trên đường á, em uống quá trời cà phê này luôn. Mua ly bự cối cối vậy không á. Nhạy tới luôn nó buồn ngủ, mà đang xe ngồi lái xíu buồn ngủ à. Cũng hơn có đi làm chung với ông anh à. Ông lái. Mà hồi chiều này ông nghỉ sái luôn rồi. Giờ ông nhát tay luôn. Ông lái luôn. Giờ em lái không? Ngon. Cơm ngon mà. Giờ ăn xong rồi. Nằm nghỉ một chút. Rồi tiếp tục hành trình ha. Ăn chúng miếng cá xương không? Thường á, măng cá, cái vợ em gỡ xương hết cho em à. Giờ ăn cái này, dính miếng xương, hết ngon. Nhà em cũng xếp lại. Nói vậy thôi chứ em ăn no rồi. Để dành, chút nữa đi đường đói, cho ông anh em cũng ăn tiếp.
gói lại. Nằm ngủ một chút rồi đi tiếp. À, chưa biết ngày mai ra sao nhưng mà trước mắt thì cũng cố gắng thôi. Đi đường á, em cũng không quên mua những tờ giấy số. Cầu mai 649. Một chai nước bự. Cái bà Google á, à, em coi trên bản đồ bà nói là còn 4 tiếng mấy nữa. Mà em tới đó là chắc cũng cỡ 3-4 giờ sáng à. Nhưng mà giờ ghé đây nghỉ một chút, chắc bà đoán sai rồi. Chắc em phải cộng vô thêm. Rồi, chút nữa xin mời các bạn theo dõi tiếp cái video của em nha. Còn giờ em nằm nghỉ lưng chút rồi em chạy tiếp. Hello, xin chào mọi người nha. Chào buổi sáng. Cuối cùng thì em cũng đã đến thành phố biển rồi các bạn. Em đây, mùa đông thì núi cũng còn tuyết nhiều, nhưng mà có cái biển thì nó không có đông đá thôi. Nè, đây bên đây. Bên đây em quay cho mấy bạn xem cái này là biển đó. Biển nhưng mà có núi bao quanh thôi. Cái bệnh rồi nước nó đổ vô hướng này vậy đó. Mình ở đây là đường đây thì cũng tương đối là hẹp, nó chỉ có hai lane thôi, một chiều chạy tới và một chiều chạy hướng về. Rồi ở bên đây là bên hông của mình, đây là cũng là đường ray xe lửa luôn nha các bạn. Này là chắc ngày xưa người ta phá núi để người ta làm đường nên đường nó cũng hẹp. Núi tuyết cảnh rất là đẹp nha các bạn. Tại buổi sáng chưa có mặt trời á, nhìn nó cũng chưa được rõ cho mấy.
bên hông mình có cái hồ nước ngọt nè các bạn, mà giờ nó bị đóng băng. Mùa đông mà mọi thứ đều đóng băng hết. Ngân hàng của lúc mùa đóng băng. Hai bên tiết xe cào tiết nó tấp vô hai bên mấy cái tiết nè. Có nước vô nước ra, nhiều khi này nước biển ấy, chứ không phải nước sông đâu. Hai bên đây cho em nghĩ nước biển. Ở cái này nước biển nó rút á. Còn rã không? Ok, bây giờ mình gần đi ra gần giáp ranh tới ngoài biển các bạn thấy không khí với lại cảnh tượng cũng hơi khác ha. Cái video lúc trước là mình sẽ hồi nãy là mình có cho bạn coi là tuyết xe cào tuyết nó dồn về hai bên hông của đường. Bây giờ chỗ này thì đường rất là thông thoáng, sạch sẽ. Cái mấy cái quả đồi, mấy ngọn núi đồ đó, nó cũng không có tuyết đóng trên nhiều nữa. Tại vì do giáp ranh với biển thì nhiều khi gió thổi vô. Còn cái kia là cái mặt trong của cái không có giáp ranh với biển thì nó lạnh hơn các bạn. Còn này thì nó đang ở ngoài biển cho nên khí hậu nó cũng khác, thời tiết cũng khác luôn. Nên nhiều khi gió thổi nhiều quá nên không có tuyết, không có một miếng luôn đó. Nước nè, ấm đó. Mặt đường nữa các bạn không có một miếng tuyết luôn. Đó là sự khác biệt ha. Mớ sát bên đây trong kia trắng tươi đây sạch. Đây tới rồi mọi người ơi, xin giới thiệu mọi người đó, đây là cái cảnh, cái này là cái vịnh đó, nước biển nó đi vô cho nên mấy bạn không có nhìn thấy là nó đông đá, tại nước ra rồi nước vô mỗi ngày. Cảnh rất là bình yên và đẹp. Mình đang ngừng ở bên hông đường buổi sáng nè, thở ra hơi khói luôn á. Đây vô trong này cũng đẹp lắm á, thấy cảnh quan sơ. Đây mình cho các bạn coi ha, mấy cái khu này mà đi vô tìm nấm tùng nhum á, không biết mấy bạn có biết nấm đó không, chứ bên đây là có cái loại nấm đó, xào lên ăn nó có cái mùi rất là thơm ha. Mấy cái ở trong thường thường mọi người hay đi kiếm ở trong mấy cái nó mọc trong mấy cái đống mà mùng, mấy cái đống mùng á, có ở trên mặt đất á thì nó hay có mấy cái nấm đó. Để bữa nào mình rảnh là mình dẫn mấy bạn đi vô trong mấy cái đám rừng này. Còn giờ thì lên xe chạy tiếp vô thành phố. Cuối cùng thì mình cũng đã đến thành phố biển ngày hôm nay rồi các bạn. Một buổi sáng bình minh, mặt trời gần sắp mọc rất là đẹp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và không quên là đón xem những cái video tiếp theo của mình nhé. Nhớ cho mình một nút like và hoặc là cho nhấp vào nút đăng ký ở phía bên dưới để được xem nhiều video mới nhất từ mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.